anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì clip hôm nay là hơi tối ha. Đó, thì ở đây muốn giới thiệu với anh em là cái CBR ha. Mẫu này là mẫu 22 nha anh em. Xe này mới mua từ cửa hàng luôn. Mới mua được có 1 tháng 2 tháng thôi. Xe này chưa rô đai xong, xe 22. Đó, xe rất là đẹp. Và xe đã dán đề can trong rồi, dán chống trượt rồi, dán đầy đủ rồi anh em. Nói chung là anh em không có cần về, không cần làm gì hết. Xe rất mới, phải nói là xe rất mới luôn nè. Nhìn là biết xe chưa rô đai xong rồi, 500 cây. Đó. Rồi thì mình sẽ so sánh anh em nè. Mình còn con R15 22 2019-20 đó. Xe này 4.000 cây nè anh em, xe rất mới luôn. Phải gọi là rất mới, anh em qua coi là biết. Con này bán 55 triệu ha. Con này là 70 triệu, xe này chưa rô đai xong. Rồi con này chủ xe mua là 83 triệu 500 ngàn nha anh em. Biển số thành phố nha anh em, màu đen xám. Đây quay biển số cho anh em coi. Biển số thành phố rồi. Tới ngày hôm nay nhân vật đặc biệt đó là Z800. Nhiều anh em hỏi Z800 mình rất là nhiều rồi, nhưng mà bây giờ mình mới kiếm được con xe mà đơn ý. Xe rất là đẹp luôn anh em. 2016 22 là 6 năm đúng không? Gần 6 năm rồi. Nhưng mà xe vẫn còn rất đẹp tại vì chủ đi ít. Xe chỉ có một vết chày thôi anh em. 6 năm mà chạy chỉ có vết chày, chày chút xíu chỗ này thôi. Do người ta đeo cái vỏ anh em. Nào quay đây nè. Chỉ có chày chút xíu chỗ này thấy không anh em? Do người ta đeo cái vỏ. Đó, chày chút xíu vậy thôi. Còn anh em quay bình xăng nè, rất là mới luôn, sơn zin rất là keng, màu candy, sơn zin rất là keng và mới. Đó. Xe này biển số thành phố Phan Thiết nha anh em. 86C1 nha anh em. Xe này anh em rút gốc về tỉnh hoặc là đi đâu cũng được nha anh em. Giá của nó là 172 triệu nha anh em. Anh em nhìn cái cặp dĩa nè anh em, rất là mượt luôn anh em. Xe 5-6 năm rồi mà đi rất là ít luôn anh em. Rất là mượt, không có sọc, không có gì hết anh em. Phuộc nè rất là đã, anh em coi đi. Thấy không? Cây phuộc rất là mượt luôn. Đó, chỉ cái chày xíu ở chỗ bình xăng do người ta để đeo vỏ chày xíu thôi. Thì xe cũ mà anh em, xe cũ anh em mua phải chày chứ, anh em mà muốn không chày thì anh em ra đập thùng xe mới. Đó, 172 triệu. Cổ bô nè còn sáng chân luôn, mấy năm mà cổ bô rất sáng. Đó. Rồi cho anh em nghe tiếng bô, xe này có bô zin đầy đủ nha anh em. Một chủ đập thùng mà anh em. Rồi cho anh em nghe tiếng bô SC. Yên mọi thứ, yên zin rồi, còn xe rất là đẹp luôn, cục máy nè rất đẹp luôn anh em. Đó thì đó, giới thiệu anh em thì thôi, với 8 thì mình tìm xe thì anh em khỏi phải lo, tay côn tay thắng nè anh em. Đó, xe chạy ít cho nên tay côn rất là nhẹ đó, anh em thấy không. Mà con này đặc biệt nha anh em. Anh em 1m7 thì chạy nha, 1m68, 1m7 thì chạy ok nha, dưới 1m65 thì chạy không được nha, tại nó cao và nó nặng nha anh em. Nó cao và nó nặng đó, anh em liệu cơm gấp mắm nha anh em. Anh em coi cái vỏ nè anh em, vỏ từ lúc mới mua xe luôn anh em. Rồi ok anh em. Cái này không có gì để nói, anh em muốn xem xe qua quận 6 xem xe trực tiếp. Rồi mình sẽ so sánh hai em R15 với CBR. Thì con CBR này thì nó có ABS nha anh em. ABS trước sau, phuộc upside down của Showa, phuộc upside down xịn. Đấy, rất là đẹp, nhìn cặp phuộc rất là đẹp. Rồi vô đây mình còn có một con biển số thành phố nữa, CBR 150 biển số thành phố. Em này thì có lên chống đổ nè, dán keo nè, nói chung xe nào chủ cũng kỹ, xe kia anh em mua về đỡ tốn tiền dán keo. Đỡ tốn tiền dán keo. Rồi thì xe này cũng biển số Sài Gòn, 59 U2. Đó thì con này có lên chống đổ nè anh em, lên được chống đổ. Với lại một cái là lên chống trộm luôn anh em. Chống trộm gồm có hai chì đầy đủ, mình nhớ mình để một cái chì ở đây nè. Hai chì đầy đủ luôn, nói chung cái gì cũng đầy đủ hết anh em. Rất là keng luôn, xe này chạy 3.000 cây. Xe đó 3.000 cây anh em. Xe này thì mình để cho anh em 68 triệu chơi nha anh em. Một chủ đập thùng thì anh em ký ủy quyền hoặc là ký mua bán đều được. Anh em mà nhắm mà chơi xe mình dưới 10 năm, tại vì ký quyền được 10 năm thì mình ký quyền. Còn mà mình nhắm mà mình đi lâu dài thì mình ký mua bán để sang tên ha anh em ha. Rất là dễ ha. Xe mua một chủ thì sang tên, ký ủy quyền mua bán đều đơn giản ha anh em ha. Còn về vấn đề mua xe cũ á, như thế nào thì bữa mình sẽ làm cho anh em một cái clip sau.
một cái clip ngồi riêng, mình sẽ nói thiệt là kỹ cho anh em để anh em dễ hiểu nhất có thể. Đó, Hưng có thể quay cho anh không? Đến nỗi mấy cái tem này mà còn nè, tem nhãn hàng năng lượng nè. À, con này có trắng bùn sao nữa. Đó, con này cũng có trắng bùn sao đúng không? À, trời ơi, đồ chơi vô sẵn cho anh em chơi còn đòi nữa. À, Bi ơi Bi, ba làm bỏ chiếc xe, đang rửa xe cho khách. Rồi vô ơi, một xíu thôi. À, 1m6 mình ngồi lên con CBR thử cho anh em ngắm thử coi. CBR nhìn rất là ngầu anh em, nếu như nhìn sơ qua anh em cứ tưởng là 250 không à. Còn vàng xe sao là mình cọc cho anh em mà chuẩn bị mai mình giao. Đấy. Mấy sáu ngồi ok đúng không? Thì cái con này á, ngồi nó sẽ thoải mái hơn cái R15, tại vì em này là Sport City. Còn R15 là ghi đông nó thấp nha anh em, cho nên mình đi nó hơi mỏi, con này đỡ mỏi hơn chút xíu. Ừ, thì Honda thì nồi đồng gói đá rồi. Nhưng mà về cái độ bốc á, thì theo mình nhận xét, mình chạy hai con thì độ bốc thì R15 vẫn bốc hơn. Còn anh em muốn ngầu à, bây giờ con đời này thì nó ngầu hơn con đời trước một xíu à, thì nó nhìn nó tươi tươi, nhìn nó giống 250. Còn anh em nào muốn to to thì R15, còn em này nó hơi gọn mà nhìn nó vẫn ngầu nha anh em. Nhìn hai con nè, để quay ngồi trước cho dễ, hỏi quay em màu đỏ. Đó, anh em sẽ ngắm thử từ cái trực diện nhìn hai em. Thì á, cái em này nhìn sẽ góc cạnh hơn và cái em kia sẽ tròn tròn hơn. Một em tròn và một em góc cạnh. Đó, anh em liệu cơm gắp mắm, em thích dòng nào thì anh em sẽ mua dòng đó ha anh em ha. Rồi ok anh em, vậy là cái clip ngày hôm nay mình còn mấy chiếc mình báo giá cho anh em hết, để anh em kịp ghé thì kịp lấy đi chơi lễ, còn kịp thôi, bữa nay là ngày 25-26 gì rồi. Đó, rồi ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip. Rồi mình sẽ làm một cái clip sau, mình sẽ làm một cái clip, mình sẽ nói về cái vấn đề mua xe cũ như thế nào, sang tên như thế nào, ủy quyền như thế nào, và hợp đồng mua bán như thế nào, rút hồ sơ như thế nào, cho anh em dễ hiểu luôn. Và anh em mua xe, Minh bán xe thì dĩ nhiên là Minh có mua xe rồi anh em đúng không? Thì anh em nào có xe thì cứ alo cho Minh, rồi Minh chỉ cho cách bán xe luôn, cũng rất là dễ. Bán cho Minh luôn, hoặc là anh em bán cho người khác vẫn được nha anh em nha. Mình nhiệt tình với anh em mà, nhưng mà với điều kiện là phải thời gian rảnh. Có những tin nhắn á, anh em gửi rất là nhiều nhưng mà mình không chết được. Có thể mình bấm qua lỗi lướt là nó bị trôi. Đó, chứ không phải là không chết đâu. Anh em mua xe mình mà gọi là thần tài đến mà ngu gì không chết tin nhắn anh em hình dung không? Nên anh em nhiều anh em mà không gửi tin nhắn không đọc được cũng đừng có trách mình. Rồi thật sự là cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi anh em xem á, đây mà nhớ like và subscribe cho kênh YouTube của Minh Biker nha anh em. Rồi đó, cảm ơn anh em rất là nhiều.